Để xe quay đầu các bạn nha. Quay đầu bóc ra nóng luôn. Quay cái keo này. Tới. Anh em bóc được một công đó các bạn nha, đường rừng đây. Xe đang lui lên dốc. Rồi tiếp tục anh em chúng tôi bóc thêm công thứ nhì cho các bạn nha. Đấy, xe bắt đầu tiếp tục lùi lên dốc nữa này. Khóc cạch vậy hả anh? Khóc cạch vậy hả? Càng cuốn được. Thôi chúng tôi tiếp tục bóc thì công thứ nhì được một công rưỡi nữa này. Quay cho mồm. Quay trên kia quay xuống nha. Còn em bóc thêm còn một số keo các bạn nha. Rồi. Xe quay đầu các bạn nha. Quay đầu bóc ra nóng luôn. Quay cái keo này. Sắp về chiều rồi này, tối rồi. Để chuyển lên các bạn nha. Đồ khổ con bay hướng như rõ.
gã hết kêu. Thôi rồi các bạn nha, này em còn bóc thêm cỡ 2 tấn.